Khi nhắc đến những người anh em thân thiết sẵn sàng hy sinh cả tính mạng vì Việt Nam, nhiều người sẽ nhanh chóng réo tên Lào, Nga và Cuba. Nhưng ít ai biết rằng, Việt Nam còn có một người anh em khác từng vào sinh ra tử với mình trong quá khứ, và mối quan hệ tốt đẹp ấy vẫn luôn được giữ gìn cho đến tận ngày hôm nay. Vậy bạn có tò mò muốn biết nhân vật này là ai hay không? Vâng, chúng tôi sẽ bật mí ngay sau đây. Các bạn vui lòng nhấn nút like, share, subscribe và theo dõi nội dung video số dưới đây để biết thêm đôi chút về người bạn này của Việt Nam nhé. Các bạn thân mến, gần đây câu chuyện Việt Nam và người anh em giấu tên của mình vô tình được đào lại sau khi đoạn video clip của một thanh niên da màu, người Maroc được đăng tải trên kênh YouTube Ibra Traveler lan truyền rộng rãi. Nó ghi lại cảnh anh chàng này đến du lịch tại Việt Nam và những gì mà anh được trải nghiệm tại đây. Nhưng thay vì quan tâm đến chuyến đi thú vị của anh da màu chia sẻ, nhiều người Maroc lại réo tên Việt Nam như là để kéo đất nước mình ra khỏi vũng lầy với hàng loạt những bình luận gây bất ngờ như sau. Việt Nam là nơi truyền cảm hứng cho phong trào giải phóng dân tộc, đánh đổ chủ nghĩa thực dân trên khắp thế giới. Việt Nam đã cảm hóa được Maroc, chúng ta không bao giờ được phép quên điều này. Các bạn hãy thử đến một ngôi làng nhỏ ở phía bắc Hà Nội tên là Ba Vì Hà Tây, nơi có cổng Maroc được dựng lên từ thời kỳ Pháp thuộc. Trong quá khứ, binh lính Maroc đã đến Việt Nam để giết họ, nhưng sau cùng chúng ta đã dũng cảm đứng về phía Việt Nam. Bạn hãy tìm hiểu lịch sử của người Maroc tại Việt Nam để thực hiện một chuyến đi bổ ích hơn nhé. Hay như là comment, hai nước chúng ta có mối quan hệ sâu sắc từ trong quá khứ, người Maroc có lịch sử ở đó, bạn hãy cố gắng nghiên cứu và liên hệ với con cháu của người Maroc ở Việt Nam. Việt Nam rất thân thiện với chúng ta, tạ ơn Chúa vì bạn đã đến đất nước Việt Nam an toàn và khỏe mạnh. Cảm ơn Chúa đã soi sáng cho người Maroc để chúng ta nhận ra Việt Nam là những người kiên cường nhất thế giới, họ xứng đáng được hòa bình. Nhưng có lẽ đáng chú ý nhất là bình luận sau đây của một cư dân mạng có vẻ rất là am tường về câu chuyện giữa hai quốc gia. Việt Nam là quốc gia đã khiến người lính Maroc quay đầu trước Pháp để thực thi chính nghĩa một cách công tâm. Nghe đến đây có lẽ là chúng ta đã đoán được người anh em chí cốt của Việt Nam, người Lào, Nga và Cuba là ai rồi phải không ạ? Đó chính là Maroc, một đất nước Bắc Phi từng là kẻ thù của Việt Nam trong quá khứ khi họ từng tiếp tay cho thực dân Pháp đàn áp bạn bè. Nhưng sau tất cả, Maroc lại trở thành người sẵn sàng xả thân vì Việt Nam khi nhận ra được chính nghĩa nằm ở đâu. Tuy nhiên câu chuyện hào hùng này lại không có mấy người Việt Nam biết tới, trong khi người Maroc lại rất rõ về điều đó. Do đó thiết nghĩ là chúng ta nên công bằng hơn với Maroc bằng cách bỏ ra vài phút để tìm hiểu về nội tình câu chuyện trên. Trở về thời điểm năm 1950, Pháp đã đẩy mạnh cuộc chiến tranh Đông Dương bằng cách liên tục điều động lực lượng quân đội của nhiều nước để tham chiến tại Việt Nam, bao gồm cả Maroc, một nước thuộc địa khác của Pháp. Theo các số liệu thống kê cho thấy vào thời điểm này, số lượng binh lính Maroc bị buộc phải đến Việt Nam lên tới con số 50.000 người. Hầu hết họ đều xuất thân từ tầng lớp nghèo khổ trong xã hội nên phải lên đường vì miếng cơm manh áo, vì để kiếm sống cho bản thân và gia đình. Nhưng mà khi đến Việt Nam, những người lính từng trải qua cảnh sống nô lệ dưới tay thực dân Pháp đã nhận ra được cuộc chiến tranh phi nghĩa mà mình đang tham gia vào. Để rồi sau đó, họ đã bị đất nước, con người và cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam truyền cảm hứng mãnh liệt. Nó đã thôi thúc phần lớn binh lính Maroc ra hàng hoặc là chạy sang hàng ngũ bộ đội Bắc Việt. Từ đây thì binh lính Maroc đã cùng với bộ đội Bắc Việt vào sinh ra tử. Hầu hết họ đều có mặt trong các chiến dịch quan trọng như chiến dịch Việt Bắc. Để rồi lính Maroc đã cùng với bộ đội Việt Nam làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, chấn động địa cầu, vang dội Nam Châu. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, nhiều người lính Maroc đã ở lại Việt Nam, làm ăn sinh sống dưới chân núi Ba Vì. Một nông trường được thành lập lấy tên là Nông trường Việt Phi, tiếp nhận hơn 300 hàng binh Bắc Phi và phần lớn người Maroc và hơn 100 công nhân Việt Nam đến khai hoang, nuôi bò sữa cũng như là trồng trọt. Tại đây họ đã kết hôn lập gia đình với các phụ nữ Việt Nam và sinh ra một thế hệ con lai mang trong mình dòng máu Maroc và Việt Nam. Để hướng về quê hương, để đỡ nhớ quê nhà, đồng thời để ghi lại một dấu ấn, một biểu tượng đẹp đẽ về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Những người Maroc sống tại đây đã xây dựng một cổng làng theo phong cách kiến trúc Maroc gọi là Bab An Mahariba từ năm 1956 đến năm 1960. Và đây cũng chính là chiếc cổng mà các cư dân mạng Maroc đề cập ở đây. Và đến năm 1972, chính phủ Maroc đã đưa các cựu chiến binh của mình và toàn bộ gia đình của họ về nước, đồng thời dành cho họ một vùng đất ở miền Tây Maroc để sinh sống và định cư.
Một ngôi làng Việt Nam theo đó lại tiếp tục được mọc lên tại đây. Tương tự như chiếc cổng Maroc đặc biệt được xây dựng trước đó, một chiếc cổng Việt Nam cũng đã được thi công và khánh thành trọng thể năm 2022 ở vị trí đẹp của làng. Chiếc cổng ấy và cả ngôi làng Việt Nam tại Maroc đều rất được trân trọng khi chúng được ví như là cầu nối tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Vậy nên có thể nói, mối quan hệ Việt Nam-Maroc được hình thành trong lịch sử đấu tranh chung của hai dân tộc chống chủ nghĩa thực dân. Và đây chính là di sản vô cùng quý báu, cần được gìn giữ và phát huy cho thế hệ đời sau. Ngoài ra, mối quan hệ giữa hai quốc gia còn mang tính nhân văn rất cao. Nó đích thị là tấm gương sáng về tình hình đoàn kết giữa các dân tộc bị áp bức trước bọn thực dân xâm lược. Từ đó truyền cảm hứng cho những dân tộc đang bị nô lệ khác đứng lên giành lấy sự tự do cho mình. Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam và Maroc vẫn tiếp tục thắt chặt hơn nữa. Mối quan hệ giữa hai nước thông qua các thỏa thuận hợp tác đa lĩnh vực, cũng như thông qua sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như là Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, Hội đồng Liên nghị viện ASEAN IPA và Liên minh Nghị viện Pháp ngữ APF. Ngoài ra, thì Việt Nam và Maroc còn cử đoàn đại diện tham dự các hoạt động quốc tế do hai bên tổ chức. Kết hợp với đó là tổ chức các chuyến thăm cấp nhà nước giữa đôi bên. Gần đây nhất, trong chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Maroc từ ngày 29 tháng 5 năm 2024 đến mùng 3 tháng 6 năm 2024. Trong buổi gặp gỡ thân tình, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã khẳng định rằng trong chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống với Maroc. Việt Nam không bao giờ quên và luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà nhân dân Maroc đã dành cho dân tộc Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt để giải phóng và thống nhất nước nhà. Trước tình cảm chân thành đó, Chủ tịch Thượng viện Maroc, ông Enam Mayara xúc động cho biết, chuyến thăm của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa có ý nghĩa rất quan trọng đối với hai quốc gia. Vì đây là cơ hội và là dịp để nhìn lại mối quan hệ hợp tác giữa quốc hội hai nước và những thành tựu tích cực của quan hệ song phương giữa hai quốc gia. Ông Mayara cũng không quên nhấn mạnh rằng, hai nước đã có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp kéo dài suốt 63 năm qua dựa trên việc chia sẻ những điểm tương đồng về lịch sử và giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy, Maroc sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam sang Maroc tìm hiểu thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại. Sẵn sàng ủng hộ việc trao đổi các đoàn giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng của Maroc. Ủng hộ hai nước phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, quan hệ tốt đẹp đã được tạo dựng và vun đắp trong lịch sử phát triển để tiếp tục tạo ra sự phát triển mới, thật mạnh mẽ trong quan hệ song phương. Nói tóm lại, mối quan hệ Việt Nam-Maroc đã được hình thành từ rất lâu đời, nó được xây dựng từ sự thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ và đồng cam cộng khổ với nhau. Vậy nên có thể nói Việt Nam và Maroc là những người bạn, người đồng chí và cũng là người anh em thân thiết, không gì có thể tách rời ở thời điểm hiện nay. Các bạn thân mến, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều ngày 9 tháng 5 năm 2024, người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời báo giới về thông tin gần đây cho biết tài khoản Twitter của BRICS khẳng định Việt Nam sẽ tham gia khối trong năm 2024 rằng là một thành viên có trách nhiệm và tích cực trong cộng đồng quốc tế với đường lưỡi đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, độc lập tự chủ, Việt Nam luôn sẵn sàng tham gia và đóng góp tích cực tại các cơ chế tổ chức diễn đàn đa phương toàn cầu và khu vực. Cũng như nhiều nước trên thế giới, chúng tôi quan tâm, theo dõi tiến trình thảo luận về việc mở rộng thành viên của nhóm BRICS. Qua lời phát biểu trên, người ta càng tin tưởng rằng có khả năng cao Việt Nam sẽ trở thành thành viên chính thức của khối này trong tương lai tới. Nhưng, điều đáng nói ở đây là nhân cơ hội đó, nhiều trang mạng đen của các tổ chức phản động đã bắt đầu giật tít rằng Việt Nam theo Trung Quốc tham gia BRICS và công khai chống lại phương Tây. Để rồi từ đây, họ vẽ ra một viễn cảnh vô cùng u tối về chuyện Việt Nam sẽ nhanh chóng bị Mỹ và đồng minh cấm vận. Nó sẽ khiến cho đất nước chịu chung số phận với Cuba và bạn Nga. Không khó để nhận thấy, những phát ngôn kiểu đấy đã đi chệch với định hướng tự do ngôn luận của nhà nước Việt Nam, đồng thời thể hiện sự thiếu hiểu biết trầm trọng đối với đường lối ngoại giao của nước nhà và gây quan ngại lớn trong quần chúng nhân dân. Tại sao lại nói như thế? Chúng ta sẽ cùng đi phân tích cụ thể trong video số ngày hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và bấm vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé! Vâng, đầu tiên, chúng ta cần đính chính lại rằng BRICS không phải là tổ chức riêng của Trung Quốc. Vì theo như thư viện mở Wikipedia cho biết, nhóm các nền kinh tế mới nổi có tên viết tắt là BRICS, một tổ chức quốc tế bao gồm các thành viên của Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
Nó được thành lập vào năm 2010 sau khi Nam Phi gia nhập vào tổ chức với tên viết tắt ban đầu là BRICS, bao gồm chữ cái đầu của 4 quốc gia Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Sau đó, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chính thức gia nhập vào tổ chức này kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Chính vì vậy mà chuyện các bài đăng trên mạng cho rằng BRICS của Trung Quốc là sai, quá sai. Thay vào đó, tổ chức này là của chung các nước thành viên như đã nói ở trên. Mỗi một trụ cột bên trong đều có vị trí, vai trò và tiếng nói ngang bằng nhau. Sẽ không có chuyện Trung Quốc một tay che trời khi bên cạnh nước này còn có Nga, Ấn, những quốc gia hùng cường bậc nhất thế giới hiện nay. Nói cách khác, với sự kiêu ngạo của một nước lớn, Nga, Ấn sẽ không đời nào chịu lép vế trước Trung Quốc hay cam tâm tình nguyện để cho nước này đè đầu cưỡi cổ. Vậy nên mới có chuyện vị trí chủ tịch BRICS được bổ nhiệm theo cơ chế luân phiên hàng năm. Chẳng ai lãnh đạo ai, và bất kỳ quyết định nào của khối cũng đều phải có sự đồng thuận của tất cả các thành viên, chứ Trung Quốc không thể nào tự ý say yes hoặc là say no. Vậy nên làm gì có chuyện Việt Nam gia nhập BRICS chính là đi theo Trung Quốc? Càng không có chuyện Việt Nam ghi tên mình vào tổ chức này cũng đồng nghĩa rằng đã chọn phe Trung Quốc và chống lại phương Tây. Vì sao chúng ta lại có thể khẳng định vế sau chắc nịch như thế? Rất đơn giản. Bạn chỉ cần nhìn vào Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là sẽ tự tin thêm 10 phần ngay. Bởi vì cả hai nước này đều là đồng minh thân cận của Mỹ. Trong đó, Mỹ và Ả Rập Xê Út đã thiết lập mối quan hệ đối tác lâu đời gần 80 năm qua. Nó được ràng buộc bởi Hiệp ước Quincy nổi tiếng, đúc kết ngày 14 tháng 2 năm 1945 bên lề hội nghị Yalta. Theo chương trình cuộc họp, các vấn đề của khu vực như Palestine, Liban, Syria cũng như các vấn đề về dầu hỏa đã được đưa ra thảo luận. Trên thực tế, đây là cả một chuỗi các cuộc đàm phán và thỏa thuận giữa Ả Rập Xê Út và Hoa Kỳ kéo dài từ những năm 1930 để đi đến việc ký kết một thỏa thuận quốc phòng hỗ tương. Do đó, hiệp ước này tập hợp toàn bộ các cuộc thương lượng và cả sự đồng thuận để hợp thức hóa một liên minh chiến lược giữa hai nước có liên quan. Nó được tóm gọn như sau: Hoa Kỳ bảo đảm an ninh cho Ả Rập Xê Út, đổi lại thì Mỹ sẽ được cung cấp dầu hỏa giá rẻ và có thể tiếp tục khai thác các nguồn dự trữ dầu hỏa của Ả Rập Xê Út thông qua tập đoàn Aramco. Hiện tại, Mỹ coi Ả Rập Xê Út là đồng minh chiến lược ở vùng Vịnh Ba Tư. Mỹ cũng là nhà xuất khẩu vũ khí và nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của nước này. Đầu tư của Mỹ và Ả Rập Xê Út lên tới 800 tỷ đô la, trong khi nước này đầu tư vào Trung Quốc chỉ có 100 tỷ đô la mà thôi. Đặc biệt, Mỹ còn là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Ả Rập Xê Út hiện nay. Vậy nên có thể nói, anh bạn này và Hoa Kỳ có mối liên hệ đồng minh quân sự và kinh tế khá mật thiết. Thế nhưng Ả Rập Xê Út vẫn tham gia vào tổ chức BRICS một cách tích cực. Đó là chưa kể đến các nước đồng minh khác của Mỹ cũng đã nộp đơn xin gia nhập BRICS như Thái Lan và Pakistan. Điều này chứng tỏ một điều, BRICS không phải là tổ chức dành riêng cho những nước theo phe chống Mỹ, cũng như không dành riêng cho các nước thân Trung Quốc như những gì mà các thế lực phản động xuyên tạc. Mặc dù mục đích thành lập tổ chức ban đầu là để tạo nên đối trọng địa chính trị với khối G7, nhưng nó không nghĩa là BRICS được ra đời để chống lại phương Tây. Thay vào đó, phương châm hoạt động của tổ chức chính là xây dựng nên một thế giới công bằng toàn diện, nơi mà các quốc gia đang phát triển có cơ hội đưa ra tiếng nói riêng của mình và phát huy các tiềm năng sẵn có của bản thân. Qua đó, BRICS có thể đẩy mạnh hợp tác quốc tế sâu rộng hơn ở các lĩnh vực quan trọng như chính trị và an ninh, đồng thời duy trì hòa bình, ổn định thế giới trước nhiều tình huống căng thẳng đang diễn ra. Và ngoài ra, thì chúng ta cũng nên lưu ý rằng nhóm BRICS tập hợp các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Trong lần mở rộng gần đây, BRICS có thêm các thành viên mới là những cường quốc dầu mỏ, giúp nó quy tụ các quốc gia chiếm 80% sản lượng dầu mỏ thế giới và trở thành một trong những khối dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng toàn cầu. Còn nếu tính chung 10 thành viên, BRICS mới mở rộng có tổng dân số khoảng 3,5 tỷ người, chiếm tới 42% dân số thế giới. Nó có nền kinh tế tổng hợp trị giá hơn 28,5 nghìn tỷ đô la, tương đương khoảng 28% nền kinh tế toàn cầu. Vậy nên có thể nói, trong giai đoạn tới, BRICS sẽ đóng vai trò ngày càng lớn trong hệ thống kinh tế, tài chính quốc tế. Sự tăng trưởng của nhóm có thể đánh dấu sự thay đổi trong bối cảnh địa chính trị có nhiều biến động hiện nay. Theo đó, BRICS hứa hẹn sẽ trở thành đại diện lớn hơn cho các nền kinh tế mới nổi và cơ hội tăng cường hợp tác mạnh mẽ giữa các quốc gia trong tương lai. Và đây chính là lý do mà Việt Nam cùng với hơn 40 quốc gia khác muốn gia nhập vào BRICS, cũng như trở thành thành viên của tổ chức này.
Thực tế cho thấy việc gia nhập BRICS sẽ giúp Việt Nam có cơ hội kết nối với các kinh tế lớn trên thế giới, đồng thời nắm bắt được nhiều cơ hội vàng để tăng cường hợp tác với các đối tác giàu tiềm năng. Điều này sẽ giúp Việt Nam tham gia mạnh mẽ vào chuỗi cung ứng toàn cầu và trở thành một mắt xích quan trọng trong nền kinh tế mới. Nó mang đến lợi ích lớn cho quốc gia, cho dân tộc và giúp Việt Nam gia tăng tiếng nói của mình trong các vấn đề quan trọng mang tính vĩ mô. Nói tóm lại, BRICS là một tổ chức quốc tế có vị thế đang ngày càng được nâng cao bởi nó mang đến tầm ảnh hưởng sâu rộng trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh và chính trị. Các nước thành viên của BRICS đến từ khắp nơi trên thế giới và thuộc cả phe thân Mỹ lẫn chống Mỹ. Điều này cho thấy rằng nó là một tổ chức đa phương, đa cực chứ không hề bị chi phối bởi ý thức hệ của Trung Quốc. Chuyện Việt Nam muốn gia nhập BRICS hay trở thành thành viên chính thức của tổ chức này là lẽ tất nhiên vì nó mang đến ý nghĩa lớn trong việc phát triển kinh tế, ổn định an ninh và nâng tầm vị thế chính trị cho quốc gia, đồng thời thể hiện sự nhất quán của Việt Nam trong việc đi theo đường lối ngoại giao cây tre. Tức là Việt Nam sẵn sàng trở thành bạn bè và đối tác của tất cả các nước thành viên BRICS, dù cho họ thuộc phe thân Trung hay là thân Mỹ. Việt Nam luôn hướng đến sự cư xử khéo léo như cây tre đong đưa theo chiều gió trước các nước có lập trường đối lập nhau. Chúng ta cần phải cảnh giác với những thế lực phản động luôn muốn nhân cơ hội xuyên tạc đất nước, từ đó gây ra các dư luận trái chiều, ảnh hưởng lớn đến sự đoàn kết dân tộc nhằm phục vụ cho các mục đích đê hèn của bản thân.